ra của chị Sam. Hôm nay hai chị em mình sẽ có định thử thách thời gian play để xem coi ai là người play nhất. Các bạn đừng quên xem video nha. Ok, còn bây giờ bắt đầu. Các bạn đang xem coi giữa em trai mình và mình ai sẽ là người thời trang slay nhất. Đừng quên của mình với Sam biết nha. Còn riêng tôi là tôi biết tôi slay nhất rồi. Đó, tôi đã kết quả xong em trai tôi lên. Trời ơi, lên đi ông nội. Trời ơi, lấy cái quốc đi. Đó. Trời ơi, cái gì trời. Cách quốc cái gì mà like dữ vậy trời. Trời, quá trời, quá đất luôn. Và các bạn thích ai nhất đừng quên của mình với Sam biết nha. Mà khoan, trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên giúp video của Sam được 5.000 like. Các bạn có vay rồi đó. 3, 2, 1, kính cảm ơn rất nhiều. À đừng quên nữa nha, Sam sắp được 4 triệu sub rồi. Các bạn đừng quên đăng ký Sam lên 4 triệu sub nha. Trời ơi, ước gì trong năm nay Sam được 4 triệu sub. Nếu các bạn giúp Sam lên được 4 triệu sub, mình sẽ yêu các bạn nhiều lắm luôn. Ok, còn bây giờ bắt đầu video thời trang cùng em trai. Video chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ok bạn ơi, bây giờ mình và em trai mình sẽ vào trong gọi là chế độ gọi là thời trang slay cùng em trai mình. Ok, đây là lần đầu tiên em trai mình chơi trò này nên là ok các bạn bỏ qua về cái sự gọi là mới mẻ nha, người mới chơi nha. Trai vô đây đầu tiên chúng ta cần có làn da, hiểu không? Vô đây chọn da theo ý thích của mình nhớ, nhấn E vô. Tôi chọn da màu trắng hồng đi ha. Đó, ok. Ồ, da đâu hợp lý à, từ da này hơi trắng. Ồ, da này đi cho giống người đó. Ok, rồi ra đây đặt đi theo chị sử dụng đặt cách là thời nhảy lên nhảy lên. Đúng rồi. Rồi, nhảy vừa. Sau đó chúng ta sẽ cần gì không? Cần có tóc. Đó, giờ mình đang không có tóc, vô đây làm tóc nè. Tóc có nhiều loại lắm, mình muốn tóc gì tóc. Có nhiều tóc như này bạn. Đẹp quá nha. Wow. Có tóc mới nè. My god. Đó, đặt có thể vừa chọn tóc vừa chỉnh màu được nha. Đẹp nha. Tóc mới này đẹp nha. Được nha, slay nha. Chịu nha các bạn. Hình như có rất nhiều tóc mới nè, game update nhiều nè. Đó. Và mình cũng có thể chọn máy được luôn. Đó, cái pen này là máy nha. Máy xả một miếng. Rồi, ui dồi ôi, dễ thương chưa, đáng yêu chưa. Rồi, ok, thử tóc mới nha mọi người. Rồi, nhanh nhanh đặt. Tóc này đẹp nha. Đặt là chọn tóc giống mình nha. Rồi, nhảy lên, nhanh lên. Rồi, qua đây mình chọn mặt nè. Mình make up này đây nè. Make up ở đây, make up đây. Mình chưa có mặt, mình make up lên. Đó, rồi. Đẹp quá vậy. Nhiều mắt slay quá vậy. Mắt nam thì kéo xuống nha. Dễ thương quá vậy. Nhiều mặt dễ thương cho nè mấy bạn. Ôi trời đất ơi. Game update nhiều quá nè. Mình thấy cái mắt này như có trái tim bên trong nữa bạn. Đó, mắt có lòng trái tim luôn. Ok. Cái chủ đề là prom nha, đặt là đi tiệc á. Đi tiệc là sang chảnh lên. Đó, ok, mình là lấy cái mắt này nha bạn. Ok. Rồi xong chưa? Make up xong chưa? Make up xong chưa? Có toàn con trai không con gái không vậy? Kéo xuống là có chảnh lên. Trời ơi trời, từ từ tôi phải đi mặc áo quần trước rồi. Em trai tôi lâu quá bạn. Đó. Mặc make up xong nói chị nha. Rồi bây giờ prom là mặc thật là slay sang chảnh lên. Prom thì mình sẽ đây tiệc tùng mà đúng không, tiệc tùng thì phải tiệc lên đó. Đây đó, dây chuyền đó, bông tai có hết rồi. Bây giờ thêm cái gì đó cho sỉnh sò nè, mặc váy đi ha, váy hồng đi ha. Đây, game update rồi các bạn ơi, game như nó có những update thì là nhìn nó lạ lắm mà, nhìn nhiều cái váy đẹp lắm. Ok, đi tiệc thì phải mang sao cho giúp đi tiệc. Váy mới nè. Ồ không, nó mua hả? Trời ơi trời, đồ mới nhưng cũng mua nha mấy bạn, mấy ní ơi. Rồi, đạt đâu rồi? Rồi ra đi. Rồi, mã quần đi, thấy cái gì đẹp là cứ quần lên người. Nó thấy cái gì đẹp là quần lên người, nhớ nha. Cái gì đẹp là quần lên người, đó, cái này đồ góp. Cái này đắt mà. Không, có cái miễn phí. Đầu đây có mấy cái chỗ miễn phí, hiểu không? Có miễn phí nha. Trời ơi, còn phút mấy nữa trời, đất ơi, không còn thời gian nhiều nữa thôi. Thấy cái gì đẹp mình mang lên nha các bạn. Không còn nhiều thời gian nữa. Rồi, đẹp nha. Thề luôn, chỉ cho em trai mình xong tự nhiên mình hết ý tưởng luôn các bạn. Nhớ đi tiệc với Đạt ơi, đi tiệc là mình phải sang trọng lên nha. Sang chảnh lên. Sao đi cởi áo này? Cởi áo hả? Đây, kích vào cái người này là xong những tắc là được đây nè. Thấy không? Cái gì đây? Mặc đồ rách lên rách xuống vậy. Trời ơi, mặc cho đẹp vô. Mặc cái gì mà rách lên rách xuống vậy trời. Oh my god, đúng là người mới chạy bạn. Không sao, người đầu tiên mà mới mà mình sắp hết thời gian rồi, chết rồi. Ê, cái đầm này cũng được nha, đẹp nha, chịu nha, keo nha. Được, ok, chốt đơn em đầm này nha các bạn, chốt đơn đầm này nha. Này mà thấy mình đẹp lắm rồi đó mấy bạn. Đó, mình đẹp theo kiểu slay đó, slay theo công chúa gọi là nhiều gì ta, nhiều phụ kiện đó. Trời ơi, mấy bạn đẹp quá vậy. Wow. Oh my god.
hết, mấy bạn này quá đẹp rồi, không được, mình phải hơn mấy bạn đó thôi. Thêm dây chuyền vô, thêm vòng vàng đá ngọc vô, không thể nằm mà gọi là thiếu được các bạn. Thêm gì đây, thêm gì đây, rồi còn mấy giây nữa Đạt ơi, nhanh lên nha Đạt, mấy giây nữa thôi đó. Thêm cái túi vô, đó, nhìn có vẻ sang trọng rồi, sang chảnh rồi đó. Rồi, hết giờ, hết giờ. Rồi, giờ chấm điểm nè. Trời ơi, bạn này đẹp quá vậy. Ê, đẹp quá vậy. Ê, đừng, đừng chấm điểm nha, đừng chấm điểm. Cũng đẹp đó nhưng mà thôi đi mà đẹp quá mà. Thôi chấm 4 sao đi, đẹp quá. Trời ơi trời. Bây giờ chị em mình có thắng rồi. Đây, chị đi Đạt ơi, chấm điểm 5 sao Đạt. 5 sao chị, 5 sao chưa? Đó đây tạo dáng, đây tạo dáng nè. Đó, trời ơi dễ thương chưa. Đó bạn ơi, tiệc tùng là phải đẹp như thế này hoặc là tiệc tùng đúng không? Đó, anh ơi quá trời luôn. Rồi, mình không biết lần này mình thắng nổi không, tại trong này toàn thứ dữ không à. Ê, bị đẹp quá à, đồ này, đồ cách tâm này đẹp quá nè. Trời ơi, bạn ơi, đồ người ta vậy sao mình thắng. Ôi trời ơi, trời trời, cái gì vậy? Thấy slay chưa, đang thấy slay chưa? Slay 80 vòng luôn, ê như tạo dáng được á bạn. Tạo dáng được á, đặt đặt là cách của cái gọc và cái chỗ này là tạo dáng lần này thấy không. Lần sau là vô đây tạo dáng nha. Nó mình tạo dáng gì dáng, nó để tôi chấm điểm cao hơn đó. Trời ơi, bạn này đẹp mà sao là bộ lông mi dài quá vậy? Nãy thấy là bộ lông mi hơi dài nha. Con gái không vậy? Trong này thời gian gái mà, ăn trai là nó hơi độc lạ thôi. Nhưng mà em là người duy nhất là ăn trai đó. Ủa? Ê, đẹp trai nha, mặt đẹp trai nha. Ủa, nhưng mà nhớ không giống đi tiệc lắm. Ủa, tàu giá kìa, ủa, em là tàu giá kìa. Ôi, chơi mình 5 sao cho tại đây lần đầu tiên kêu mình chơi. Cái này nó giống đi chơi hơn Đạt ơi, không giống đi tiệc. Chết rồi, nó không chơi lịch lãm nha, nhưng mà nó cũng đẹp thôi. Trời ơi. Mới theo khuôn mẫu hả? Ờ, mình mới theo cái chủ đề. Trời ơi, tôi top 3 mấy bạn ơi. Thôi không sao, cũng được top 3 đi. Không sao, ít nhất là có top là được rồi. Đó, nói chung là lần đầu tiên em mình chơi thời trang, các bạn thấy như là đừng quên comment nha. Đó, coi em tôi đâu đó. Trời ơi, nhìn nè. Đẹp trai nha, biết có gu ăn mặc nha, nhưng mà người đây bữa nay đi tiệc hiểu không? Đi tiệc là mình đi tiệc tùng, đi đám cưới đó hiểu không? Đó. Đi tiệc đó, đó mặc đồ cho đi tập thể dục vậy. Rồi, đây nè. Đây đây mình. Biết là mình đi tiệc. Cái chủ đề chị bảo chủ đề là người ta ra chủ đề mình phải làm y chang, đó hiểu không? Đó, ok, nói chung là mình sẽ chơi thêm mấy ván rồi để xem quay em mình có được lên trình gọi là thời trang slay không. Đó. Cái này á em phải chơi nhiều mới slay như chị, thấy chị slay không? Từ để chị tạo mấy cái dáng slay coi. Sao liền. Đây nè, nhìn nè Đạt. Slay chưa? Đạt ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, đang tính vô. Trời ơi trời đó. Thấy không? Thấy chị slay không? Thấy chị slay không? Đó, Đạt đang nhảy chân vậy được không? Đó, nhảy được không? Sao để nhảy vậy? Làm cái gì không vậy đó? VIP cho chị mới có slay này không? Đó, rồi ok, đến ván mới nè. Đó, rồi để xem coi ván mới mình sẽ được như nào. Ván mới mình sẽ có chủ đề và từ từ tắt mấy cái này nha. Mình phải tắt lại mình qua đồ mới nha. Xin chào, ba lô Simsim đã có mặt rồi đây. Bạn nào thích màu xanh, thích sự đáng yêu thì chọn ngay ba lô Simi nha. Còn bạn nào yêu màu hồng, ghét sự giả dối thì đừng quên chọn ngay ba lô Simi đào màu hồng nha. Và nếu bạn không thích ba lô thì đừng lo, đã có túi tò te phiên bản của Simsim rồi. Dễ thương chưa, mà còn giá rẻ nữa chứ. Và có một ưu đãi vô cùng hời, đó chính là bạn nào mà mua ba lô Simi hoặc Sammy sẽ được tặng bộ ca Simsim học đường siêu đáng yêu luôn. Dành cho bạn nào đặt hàng trước từ ngày 27 tháng 7 đến 15 tháng 8 lên nha. Đó, vừa mua cặp mà còn vừa được tặng quà nữa. Chốt ngay. Link đặt hàng mình sẽ để ở dưới phần comment hoặc là phần mô tả nha. Trời ơi, đặt ngay cả hết đó. Và chủ đề tiếp theo. Cái gì đây? Chủ đề tiếp theo là mùa thu nha Đạt. Mùa thu là sao? Dịu dàng, thiết tha, màu hơi cam nha. Biết mùa thu không? Tắt mấy này đi. Đà, biết mùa thu không? Chàng trai ấm áp mùa thu hot boy Hàn Quốc á, biết không? Đồ mùa thu nó hơi se se lạnh đó, nó là lạnh ấm áp đó. Rồi mùa thu thì là mình mang sẽ đồ gì nha? Thì mang đồ sao cho ấm áp là được rồi, nhìn nó ấm áp hiểu không? Nhìn nó oppa Hàn Quốc, là biết oppa Hàn Quốc không? Đẹp trai Hàn Quốc đó. Đây, nói về mùa thu thì chúng ta phải nhớ đến những cái lần mà trời ơi se se lạnh lạnh đó. Mùa thu thì mình kiểu dịu dàng á, hiểu không? Cô gái dịu dàng đó. Đạt phải đẹp trai lên nha. Đây, bây giờ mùa thu thì mình nghĩ mình sẽ cột tóc lên cho nó dịu dàng, thiết tha vậy đó các bạn ơi. Như là girl Hàn Quốc vậy đó. Đây, mùa thu, se se lạnh lạnh. Đó, trời ơi, quá trời luôn. Bây giờ thu thì nó hơi lạnh nha. Thì mình sẽ mang đồ cho nó ấm tí.
Mang đồ cho nó thiết tha tí. Thu thì màu 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 nâu cam nha Đạt ơi. Nâu cam nha, nâu cam nhẹ nhàng nha. Đồ chỉnh màu được không ta? Chỉnh màu được đấy, chỉnh màu đây nè, chị cho nè, tới đây, đây chị chỉ cho nè. Nhìn nè, đây nè, cách vô đây xong rồi mình sẽ muốn chỉnh màu đó đó. Mình kéo màu gì mà kéo màu lộn xộn á. Đây, mùa thu hơi lạnh tí. Đó, từ từ chỉnh màu cho nó cam cam. Cam cam da da tí, từ từ cam chỉnh ra. Đây hả? Thu, mùa thu đến. Đó, mùa thu đó bạn. Đó, mùa thu thì phải lạnh lạnh, đeo cái tay này vô cho nó ấm nè. Thu đó lạnh lẽo ấm áp thôi các bạn, vừa lạnh vừa ấm. Thu mặc áo gì cho hợp lý ta, mặc cái quần á, mình nên mặc quần hay mặc váy này. Thật thật cái này cũng đẹp, nên mà thấy cái này đẹp á, cái này cũng ham đó, ham lắm luôn á. Mày mùa thu thôi kệ, mùa thu cho này đi đó, thì chưa slay liền. Mùa thu mà phải slay chứ trời. Rồi bây giờ mình mang kia đôi giày đi, thu ấm áp là cũng phải mang giày đâu đó. Thu mang kiến vô che mắt lại em ạ. Đó, ù có kiến, ui đẹp quá nè, dễ thương, có kính mới nè bạn, mấy con ê có nhiều kiến lắm. Ê Đạt bị cận á, Đạt đã băng kiến rồi. Đạt đâu đây có kiến nè, kính ở đâu vậy? Đây 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 cha ơi, cha băng kiến vô cho nó lặng tử. Đây tới đây tới đây, kiến nè, đó một vàng kiến luôn, thấy không? Sau lưng kiến đây nè, đó đó băng kiến đôi cái gì cho đẹp, là băng kiến đó đẹp cha chưa. Đây được không, đẹp không? Ê mang mũ vô, băng mũ vô cho đẹp, băng mũ vô đi, nó mang mũ vô đi, mũ xong mới chỉnh màu vô. Mũ tay mèo đây nè cho đẹp nè, ui cái mũ chỉnh màu vô nha. Mặc em áo khoác vô đi, sao mặc áo khoác rồi nè, áo khoác nè, trời ơi quá trời áo khoác luôn rồi nè. Ông ơi ông đi tới đây. Rồi tới đây bảo khoác nè, ở đây có khoác nam đẹp nè, sao mang nè, khoác nè, khoác nè, mồ hơi cờ da da nè đó, mặc vô. Đúng rồi, ủa sao nó lụng lũng vậy, sao nó lụng lũng vậy, cái gì vậy? Ôi trời ơi, mặc cái kiểu này là người ta chạy hết. Trời ơi, màu cam. Màu cam, em mặc này gỡ quá, che vô. Trời ơi, che vô, mặc cái áo phông vô. Đây nè, áo phông nè. Trời ơi, mặc cái gì đâu mà hở lên, hở dưới vậy thôi rồi. Là gì ta, chị em trai mình muốn mặc gì mặc đó, muốn mặc gì mặc, chị chịu rồi. Không mặc, một lượt lên hú hồ luôn. Để xem quay mặc cái gì mùa thu á. Mùa thu nó dịu dàng lắm mà, dịu dàng thiết tha. Mình không biết, cái này nó slay quá. Thu nó dịu lắm, thu thì nó dịu dàng lắm bạn. Đó có cái khăn quàng rồi đó, đó cho nó thơ tí nó. Ở khăn quàng có thấy được không ta? Còn mấy giây kìa, trời ơi còn mấy giây kìa, nhanh nhanh nhanh. Ui chết rồi cái này không được. Tắt cái quần đi, mặc cái váy thôi. Đó mình dịu lại, cho cam luôn ha. Đây, à mình có thể chọn thêm màu quá bạn. Đây, từ. Có em trai mình vô xong mình loãng quá bạn, mình rối rắm quá, không biết chọn cái gì. Đây cam nè, đó, nhìn đẹp liền, nhìn thơ mộng liền. Rồi, đây cho bông hoa vô đó, thơ liền, cam, nhét cam vô. Đó, wow, đẹp quá. Rồi, đẹp vô nha, tôi sách, nhanh, tôi sách. Đặc kiệu ơi. Rồi chị xong rồi đó. Rồi rất là cam, rất là mùa thu. Siêu thu luôn bạn ơi. Đừng trời nhanh, ơi đúng. Trời sao bà này slay quá vậy. Trời cọc lông mi kìa bạn, đúng dài luôn. Bà này slay quá vậy. Trời đất ơi, đẹp nha. Ê đẹp quá nè. Chuyên gia thời trang thấy người ta tàu dáng không? Quá chuẩn luôn. Đẹp quá. Ôi chết rồi, mình quên chấm điểm các bạn. Oh my god. Đó chị đẹp. Đẹp không? Đây mình xoay một phát nè, xoay chấn động nè. Đùn, đó đẹp chưa, xanh điệu chưa. Đó, quá trời luôn. Thấy chưa, đẹp chưa. Đó, chấm điểm với tôi nha các bạn. Đó, mùa thu đó. Mình nghĩ là quá đẹp rồi. Mâm sẽ được áo. Mùa thu mặc áo vậy là được rồi đúng mà. Trời ơi. Đạt không mặc áo. Hả? Tại sao? Tại mặt nó bị lồi. Ủa là em cho anh mặc cái gì vậy? Trời ơi, để xem em cho em. Trời ơi, không mặc áo như mùa hè vậy trời. Oh my god. Trời ơi, Đạt ơi, cái gì vậy? Trời ơi, khoai muối đó trời ơi. Thôi, năm sau. Cái gì vậy? Chưa mát mẻ quá. Trời ơi, em tôi, tại vì thấy nó lụng lụng. Đừng có top 1 nha. Trời ơi, Đạt top 3 luôn. Xuất sắc, hai chị em mình trên top với bạn. Trời ơi, đẹp quá. Đây, đặt tới đây, chị bảnh rồi, tới đây. Top 3 luôn, ghê chưa? Ê, ghê nha. Top 1, 2, 3, 14 sao hết luôn nè. Ủa, vậy là mình bằng nhau hả? Ủa, vậy là ba tụi mình đều top 1 luôn các bạn. Đây, tới đây đặt. Nhìn chị em tôi nè. Đó, nhìn mát mẻ cho nhìn. Mùa thu mà tôi tưởng là em tôi là đi chụp ảnh hoặc là gì ta, mùa hè luôn á, nhìn kìa. Ủa lý do tại sao Đạt không mặc áo trong vậy? Tại nó bị lồi á, không mặc được. Đây là...
Trời ơi, dễ sợ luôn rồi. Nhưng mà thật ra là nếu mà không biết là đối mình em trai mình cũng cũng sẽ tự như này, tại em mình cũng sẽ có cơ đó bạn. Nếu bạn không biết em mình có cơ đó, nó có cơ cũng không được như này, nhưng mà cũng sẽ có muối đúng không? Đạt có muối đúng không ta? Cũng có mấy muối nhỏ đúng không? Ồ. Đó. Có, em mình sẽ cũng tự như này đó, cũng giống giống thôi, nhưng mà mình không nghĩ là em mình sẽ mặc như này. Oh my god nè, trời ơi em tui. Thôi ok, chúng ta cùng đến với màn cuối cùng nha. Lần này cũng ăn giật top 1 nha Đạt. Cũng ăn giật top 1, top 2 nha. Nãy tiếc ghê luôn á, nãy bằng điểm nhau mà. Rồi, bữa ăn tối ưa thích là cái gì? Là sao đi ăn tối à? À, Đạt là Đạt xem mặc cái trang phục mà hẹn hò á, đi hẹn hò buổi tối đó. Đi hẹn hò, ok. Buổi tối thì mình nên mặc cái gì cho đẹp ta? Tuy là em trai mình không biết là chưa gì ta chưa một lần yêu ai nha bạn, tại vì là chị ta còn nhỏ bạn ơi. Nên là bữa ăn tối yêu thích là sao ta? Đi ăn tối đó Đạt, mặc bộ đồ nào mà thật là đẹp trai định lãm vô, đẹp trai vô chứ không phải là lột áo vậy nha. Đi ăn tối, hiểu không? Đi ăn tối hả? Đi ăn tối thì mình sẽ mặc những bộ đồ mà đẹp nhất, nhìn ấn tượng nhất các bạn. Rồi mình sẽ đổi cái make up cho đẹp đi coi. Đó, tối thì mình sẽ mặc quên mặc make up mặt cho nó dễ thương nhất, cute nhất có thể, đừng có bị quá là dữ bạn. Đó, tối thì mày mặc nó dễ thương như này nè, đó. Chị mới hẹn hò được đúng không? Đó, giờ ok rồi. Mang mũ, mang kiến vậy cho địch lãm gì đó không được. Từ tối thì mình sẽ thiên mang đồ kiểu đẹp hơn. Mang đồ kiểu... đó, nhìn sang các bạn ơi, mặc đồ cho sang. Đó, mình sẽ mặc đồ sao cho sang nhất có thể. Mang gấu bông thì nó hơi trẻ con các bạn. Từ cái áo này nhìn đẹp quá vậy. Oh my god, it's so slay. Ê, đẹp quá vậy. Từ nó hơi sai xíu nhưng mà đẹp nha. Em thấy đẹp luôn á. Cũng đẹp nha, cũng slay nha, mình thấy nó slay nha, đẹp nha, đẹp nha. Từ để mang đuôi guốc vô. Ui, chuyên như chuyên gia thời trang vậy đó. Ê, đẹp dễ sợ luôn á. Ủa, đuôi guốc này đẹp nha, đuôi guốc này cũng đẹp nha. Từ mình nên từ mình thử cái này coi. Oh my god. Oh my god. Đẹp quá nhở, đẹp quá nhở. Trời ơi, nhìn nè, ê, sang lắm luôn á. Trời ơi, trời, chết tôi rồi, sang quá rồi. Ít đồ quá vậy. Ờ, nam bắt đồ lắm. Đây, mình sẽ mặc thật là sang chuẩn nha các bạn. Sang chuẩn luôn. Chờ tôi xíu, tôi sẽ cho các bạn thấy cái sự phối đồ bữa tối của Sam thật là sang. Em xem coi. Đây, cộng di chuyển nhìn lấp la, lấp lánh như này miếng. Oh my god, nhìn mình sang lắm luôn á bạn, sang lắm luôn á. Trời ơi, tôi người tôi sang trọng đi luôn á. Thật là quyến rũ, thật là quyến rũ. Túi gì đây? Thôi nhìn đẹp nha. Và từ cái này mình muốn chỉnh thành màu hơi bạc một tí, màu bạc một tí. Đó. Trời ơi, đẹp quá. Trời ơi, đẹp quá. Thì sao đẹp gì vậy trời? Đẹp quá nè. Ồ, trong này nhiều nam như vậy. Trời ơi, trời, bây giờ thấy nam xuất hiện rồi nha. Rồi. Buổi đêm mà muốn ăn mà thật sang chuẩn thì mình phải mang cái túi nhỏ nhỏ mà để mình đựng son thôi. Còn anh ấy sẽ trả tiền cho mình đó. Đi ăn là phải dậy. Buổi hẹn hò đầu tiên mà. Đạt đeo tai nghe đồ vô cho lãng tử hay là cái gì đó không được. Mặc nói chung là có dây chuyền. Ê, có dây chuyền á Đạt. Đạt mang dây chuyền vô nè. Có dây chuyền nhiều lắm. Ồ, nhìn các bạn. Đây dây chuyền đây nè, dây chuyền bên này nè. Ôi dây chuyền đó, vòng cổ, vòng tay gì cũng được, chỉnh màu cũng được. Đó, ê tôi thấy tôi hơi bị slay đó, hơi bị sang rồi đó. Nó bị quá sang luôn á bạn, mà nói thật luôn, nó bị quá là sang chảnh luôn á. Đẹp khủng khiếp luôn á, có đi mang kính không nhờ? Rồi rồi, mang kính này hả? Trời ơi, mang kính thì sợ che cái mặt đi bạn. Đó mà đẹp quá. Oh my god, ê, lần này mình thấy mình quá đẹp luôn á. Không, mang kính này giống cô giáo quá, không được đi ăn hò mà. Trời ơi, không còn gì để tả được cái sự xinh đẹp này nữa rồi. Đẹp á. Ôi, đẹp quá rồi. Rồi, ok, sơ mi đào đã xong nha bạn. Rất là thời trang, rất là sang chuẩn bảnh luôn. Đó, rồi, chúng ta cùng đến với chương trình. Đạt ơi, đẹp không Đạt ơi, đẹp không? Wow. Trời ơi, mình thấy được, mình đẹp luôn á. Đó. Trời ơi. Ôi, cái gì vậy? Dán cái kiểu vậy, ôi này tích lỡ rồi, đụng dán kì quá à. Trời ơi, oh my god, nguyên một gia đình luôn mấy bạn ơi. Trời ơi, trời ơi, ông kia rách rách kìa. Ông cái mặt đồ rách rách kìa, oh my god. Trời ơi, nhưng mà cũng slay đó, dù 3 sao thôi. Trời ơi, trời, gì kỳ cục kèo với trời. Oh my god, có dữ chuyện hả, đẹp quá vậy, phải không? Ê, đơn giản nha. Ê, đẹp chưa? Yêu thật luôn, mình thấy em mình có gu nha các bạn. Em có gu á, nhìn lịch sự á, nhìn dễ thương, dễ mến á.
Oh my god. Và người chiến thắng đó chính là What? What the hell? Cái bà không mặc gì tốt phước. Oh my god, cái gì vậy trời? Oh my god, bạn thấy vô lý không? Ê nhưng mà không sao, hai gì mà tập 2 tập 3 bạn. Trời ơi, đi em quá, cái bà nội này không mặc đồ gì bằng tụi mình mặc đồ. Alo. Làm thế nào tôi thắng ở vị trí top 1? Ai mà biết được. Trời ơi trời. Thôi không sao kệ bạn. Nói chung là trong cái game này không có sự gọi là gì ta, nó không có công bằng. Các bạn ơi buồn lắm. Nhưng mà không sao, hai chị em mình cool. Tới đây cool. Cool chứ cool là cái gì? Oh my god. Đây đặt. Đây. Nhưng mà công nhận hai chị em mặc đồ slay không? Đặt công nhận không? Đây đứng đây. Wow. Đứng đây chụp ảnh bên, đứng ngay chụp ảnh cái coi. Đó. Trời ơi, mình nói thật luôn, công nhận hai chị em mình quá là đẹp luôn á bạn. Mà không còn từ gì để diễn tả luôn. Quá trời đất. Tàu giác coi, Đây tàu giác coi. Đó. Wow, đẹp chưa? Đó. Ok bạn ơi, mình nghĩ là video ngắn này thôi, các bạn thấy như nào đừng quên comment video xem biết nha. Và đây cũng là lần đầu tiên em mình chơi thời trang slay. Các bạn thấy như nào đừng quên comment video xem biết nha. Và nếu các bạn muốn xem với em trai mình chơi thêm nhiều game gì khác nữa đừng quên comment nha. Còn bây giờ tạm biệt mọi người ở clip sau. Hẹn lại. Bye bye. Bye.